Để tăng cường khả năng phát hiện sớm người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng cũng như đẩy nhanh tiến độ truy vết các ổ dịch COVID-19. Từ 6 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các địa phương lấy mẫu sàng lọc cộng đồng tại 7 quận huyện, gồm Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Điền, Cái Răng với 19.554 test nhanh, 17 mẫu người à, nghi nhiễm 311 mẫu PCR đơn và 32 PCR gộp và đang tiếp tục lấy mẫu sàng lọc cộng đồng theo kế hoạch của ngày 2 tháng 8. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 cho đến 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, qua xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ đã phát hiện 128 ca mắc COVID-19, có số thứ tự từ 1.539 đến 1.666 gồm 62 F0 phát hiện qua xét nghiệm trong khu cách ly tập trung, 66 F0 phát hiện trong cộng đồng, trong đó 57 F0 phát hiện qua xét nghiệm trong khu phong tỏa. 1 F0 phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm, 8 F0 phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Cũng trong buổi sáng nay, đơn vị phối hợp truy vết 42 F1 và 2 F2, qua đó đã lấy 34 mẫu đưa cách ly tập trung 23 F1, đang đợi đưa cách ly tập trung 11 F1, tiếp tục điều tra truy vết 8 F1, các trường hợp F0 nhận lúc 12 giờ 55 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021. Trên cơ sở tổng hợp tình hình dịch tễ sáng ngày 2 tháng 8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ lưu ý những điểm dịch tại An Bình, Cái Khế, quận Ninh Kiều, Hưng Phú, Phú Thứ, quận Cái Răng, An Thới, Thới An Đông, Trẻ An, công ty cổ phần Thiên Quân quận Bình Thủy, Trường Thắng, Trường Xuân, Thới Tân, chợ Thới Lai, ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Công ty thủy sản Quang Minh, khu vực Thới Hòa, Thới An, Phước Thới Ô Môn và Tân Lộc, quận Thốt Nốt.